Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Đây trước ông kính quý vị và các bạn là tác phẩm Sơn Nữ đây. Đấy, tác phẩm Sơn Nữ của em Luân, đang ở vườn nhà em Luân. Video trước tôi quay cho quý vị và các bạn tác phẩm Uyên Ương Mộc. Video này tôi quay cho quý vị và các bạn tác phẩm Sơn Nữ. Thì cái tác phẩm Sơn Nữ này hôm trước đặt ở vườn vườn Đầm Chành, vườn ở dưới Đầm Chành, thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên ấy, chỗ mà vườn của anh Tuấn Anh ấy. Đấy, để ở dưới đấy. Hôm nay em Luân em đã cho về trên nhà đây rồi. Thì tôi và em Luân em mới thay cái bể mới cho tác phẩm Sơn Nữ này đây. Quý vị và các bạn còn nhớ cái cây Sơn Nữ này cái đợt mà đi triển lãm chào mừng kỷ niệm không biết là 60 năm hay là 60 năm thì phải thành lập thành phố Ninh Bình đấy. Cây Sơn Nữ này được anh em cho đi tham dự ở trong cái đợt trưng bày đấy. Đợt trưng bày cây cảnh chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Ninh Bình đấy. Thì tôi cũng đã quay cho quý vị và các bạn một hay hai video gì đấy. Thì hôm nay là Luân đưa về vườn. Và Luân thay cái chậu đây, thay cái bể này. Cái bể này bể xi măng mới thôi như quý vị ạ. Nhưng mà nhìn cái cây nó đã thấy là khỏe khoắn lên nhiều rồi. Quý vị thấy không ạ? Đó. Đấy, so với cả cái chậu cũ thì quý vị và các bạn có thể cho nhận xét xem là thấy là cái bể này có hợp không ạ? Cá nhân tôi thấy thì nó sẽ hợp và cảm thấy nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Sơn Nữ mà đấy. Đó. Cây rất là già. Và đợt vừa rồi thì em Luân em mới nhập một ít đất. Đất này là đất Akadama, đất Nhật. Về để em mới dưỡng. Cũng như là trồng cái loại đất này thì nó sẽ bớt cỏ, nó không có cỏ nó mọc lên. Vì đất này đất người ta nung rồi mà. Đất nung, cỏ khó mọc ở trên cái đất này lắm. Cây Sơn Nữ, cây này nếu như mà trồng trên cái bể này thì sau này cái bộ bệ này phải cho ra thêm một tí nữa chứ sư luôn. Hay là xong nó lên nó mọc móng thì nó sẽ bò ra. Ừ. Thì khi mà cái mình cân lại cái bộ tay cành để cho nó cân đối với cái bộ móng thì mình phải chặt ra để mình nay mai nó mọc nó lấy cái móng này. Thì mới đầu nhìn cảm giác nó thô nhưng xong nó mọc. Nhìn nó hơi bị hụt hẫng đúng không? Tại vì trước là nó ở trong cái chậu tròn nên là theo cái form đấy mà. Vâng. Nó ở chậu tròn thì nó cảm giác nó bị chật và nó bị bó thì khi mà chặt ra thì nó sẽ chặt được cái móng theo cái hình thái của cái cây. Và đây đúng không? Nó ra những cái rễ này sau này mình sẽ lọc đi đúng không em? Vâng ạ. Đấy, mình sẽ lọc đi xong rồi nó rễ nó dài ra một chút nữa. Đấy, quý vị có thể thấy bộ bệ nó trải đều, nó không bị chồng chéo lên nhau. Thì là một bộ bệ đẹp. Cây rất là già nha quý vị nhá. Không cần phải tưới nước gì đâu. Đây quý vị thấy không? Màu đồng này. Anh em cứ khoe, nhiều bác là chụp sát vào để khoe cái độ già màu đồng mà. Đấy. Một cái cây già là nó tổng thể nó hiện lên từ lúc nét già là mình không thể làm được. Đấy, quý vị và các bạn có thể thấy. Cái cây này mà bây giờ bảo Luân mà phụt ít nước vào thôi thì nó lại đỏ quá. Thì quý vị và các bạn thông cảm cho chút vì là mùa này là mùa hè mà, mùa hè nắng nóng cho nên là chưa lọc được cái ra, chưa lọc được cái phần bông tán kia ra. Lại em vừa thay bể, em cũng vừa đi chơi ở Phú Thọ về. Chứ còn nếu như mà lọc bông tán ra thì sẽ nhìn được nhìn được rõ ràng hơn toàn bộ cái phần xương. Nhưng mà tôi sẽ hẹn quý vị và các bạn để hôm tới lần sau mà em Luân em mới có lọc ra thì em mới quay cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn mà những fan, những tín đồ nào mà đang ấp ủ cái tác phẩm này ở trong lòng thì đợi đến lúc bấy giờ nhờ em Luân khi mà em lọc em mới chụp lại, em mới chụp lại, quay lại đoạn video ngắn em mới gửi cho quý vị và các bạn. Đấy, thì sẽ lộ được hết đấy, lộ được hết cái phần
thân thủ. Đây, chủ yếu là cái bộ ấy này, bộ xương này. Đấy quý vị ạ. Tác phẩm Sơn Nữ thay áo mới. Bên cạnh đây nữa là có một cái này thì nó cũng đã là đang ấy thôi, đang Nam Luân em ấy đang hoàn thiện thôi. Đang hoàn thiện. Đây là cây xanh Nam Điền quý vị ạ. Xanh Nam Điền. Lô này là đợt trước mà lúc chưa ra với thầy là em mua mười mấy cây. Thì ở quê thì họ nuôi với lại cái nước nó rất là sượng, cây nó sượng. Thế xong là mỗi một nước đục về em lại đục ra. Cái này không dám đục một lúc ăn ngay, tại đục một lúc ăn ngay là nó bị yếu cây. Khi mà đục ra thì cây toàn cây hoàn thiện hết rồi ấy. Xong rồi em cắt ra. Tức là nó là cây người ta đang chơi. Vâng. Sau đó về là em một số các cái chỗ là em phá em bỏ đi. Vâng. Một số em nuôi thì vậy, trước nó to lắm, tất cả nó to, nó gồng gành nó lên. Mọi người cứ để ý thì cái cây xanh Nam Điền ngày xưa các cụ chơi thì nó rất là sượng. Không rồi. Là về em đục hết đi, em chỉnh lại. Thì những cây này là em để hết ngoài vườn. Vừa rồi là nhập cái lô bể này về xong bắt đầu là ấy đúng không? Tức là trước là đi tìm bể cũ là khó quá. Là cái bể cũ nó phù hợp với một số cây và nó là cái hình thái bể nước chứ nó không phải là cái hình thái của chỗ cảnh. Nên là em cũng tìm xung quanh nhưng mà cái bể nó chưa đạt. Thì vừa rồi em cũng quen anh bạn ở dưới Nam Định nhỉ? Nam Định Thái Bình, anh ấy cẩu cho một chuyến lên. Tức là một lô cái chậu này đấy gì? Vâng, em hai cỡ, một cỡ to, một cỡ nhỡ gì gì? Vâng. Nhưng mà anh thấy là cây trồng trên các cái chậu này nhìn nó khỏe cây hơn. Là nó vuông thành cạnh hai nó khỏe và cái gì mua mới thì nhìn nó cũng mới nhưng mà về sau này một vài năm thì cái bê tông nó sẽ có cái nét xuống màu. Thì tại vì là nó sẽ theo cây mà. Ví dụ như cây này thì nó đang hoàn thiện dần, về sau vài năm nữa thì cây nó hoàn thiện đẹp lên, cái chậu nó cũ đi thì nó sẽ bắt đầu nó hợp form với nhau. Và em thấy là những cái bể này, một là mình nuôi mình cho ăn này kia nó hợp lý là một, hai là nó sâu, nó có nước, mình đi đâu vài ba ngày mình đỡ phải suy nghĩ. Còn đây là ấy đúng không? Như cái cây này là cái bể này là ấy đúng không? Cái bể này là cái chậu này là chậu mà tại nhà em sản xuất ra đúng không? Cái này là em cũng sưu tầm, nó là cũng ở trong một bác ấy làm, nó bị hàng lỗi. Vâng. Thì nhà em cũng chưa làm cái bể này. Tức là trong làng em ấy. Vâng ạ, trong làng. Đúng không? Trong làng nghề nhà em ấy. Vâng. Là các bác ấy làm đúng không? Có nghĩa là bác ấy cũng chơi cây, bác cũng yêu cây, bác ấy thử làm một cái nhưng nó cũng không thành công. Tại vì là người yêu cây, người chơi cây ai cũng tâm huyết để làm những chiếc chậu để mình chơi và mang theo cái sản phẩm của làng gốm thì nó Cái này là đắp tay được. Hay là đắp tay hết. Kể cả cái khuôn này là mình cũng thái đất ra và mình vuốt, mình đắp vào, mình gắn vào ấy. Dạ. Cây này là cây xanh Nam Điền đấy chứ? Xanh quê ạ. Quê ạ. Quê mà nhìn chất như Nam Điền đấy. Vâng, đợt trước là em làm với thầy An Mục Viên, cây này em nhìn thấy cái chất nó đẹp với lại là nó lạ một cái là nó có một cái tay tay hoành bay ra, nó thẳng tắp một đường, như là em rất là thích, thuần. Xanh quê mà quê. Chất đẹp, lá quăn như Nam Điền này. Vâng ạ. Thật đấy. Đây ạ. Đúng không? Vâng. Và kể cả những cái đường nó bo sẹo với em thử chặt nhưng nó bo nhanh. Hay là cây này Nam Điền hạt? Không ạ. Quê thật á? Là quê thật. Chất dài. Quê nhưng mà cây này chất đẹp. Chất đẹp đấy. lá quăn quăn này, lá quăn như là lá Nam Điền này. Lá cái đẹp chứ. Răng nó dày. Đúng không? Dạ. Đấy, cây này bây giờ thành làm lối trực hoành đúng không? Vâng. Thì em mới bảo là có những cái nét mình vẫn phải giữ nguyên để mình chơi theo cái form. Có những cái thì mình có thể chuyển biến được cái mới, nhưng cây này mà chuyển biến thành cái mới thì nó không có cái gì để mà chơi cả. Nó hay cái là nó cái đường trải của cái tay này, cái đường trải của cái bệ nó ăn nhập nhau và nhìn cái tổng thể của cây nó cũng hài hòa. Như cây anh em con cháu này so với cả Uyên Ương Mộc thì cây này mà ông nào mà có thích thì bán cho ông ấy có nhiều tiền lắm không hả Luân?
không nhiều tiền. Yeah, tầm giá khoảng bao tiền? Thiện chí thì lên em giao lưu cho 25 triệu. 25 củ khoai. Thì trước nó cũng nói chung là cây này nếu mà để nói ngày xưa thì không ai nhìn được. Ừ. Tại vì nuôi trong cái chậu rễ nó bám hết về là em phá hết toàn bộ. Ừ. Em có video quay từ đầu khởi cây này luôn. Thế thôi, cây này là cây ngày trước em học là em thực hành luôn cây này à? Cây này lúc là em về trên nhà là xong em xuống chơi với thầy là lúc đấy bắt được ăn một viên. À. Dạ. À, từ ngày ở ngoài vườn ăn một viên à? Vâng, từ vườn ăn một viên. Ngày xưa em đi theo thầy cũng lắm lúc hay trò đi cũng gặp nhiều cây, em cũng có nhiều nhân duyên. Thật ra cũng phải là có duyên, có những cây không có duyên không được. Đúng rồi, cây này thì đương nhiên phải có duyên rồi. Cây vọng cách này, cây vọng cách này em cũng thay chậu đúng không? Vâng ạ. Trước nó ở cái chậu vuông vuông nhỉ? Vâng ạ. Vọng cách bay đẹp nhỉ? Cây này phù hợp với cả phù hợp đặt cái hồ coi nhỏ nhỏ. Trước là đặt ở cái chậu chậu tàu à? Vâng ạ, trước đặt ở chậu tàu và chậu năm cạnh. Ờ. Thế bây giờ là thế là khách thích chậu, thế là nhấc chậu bán chậu. Cũng không phải. Giữ lại cây. Đợt mà em về nhà thì có nghĩa là cái gốm em. Ừ. Có những cái em tầm được nó hợp hợp thì em lại cho vào. Tức là nhìn hợp với cây. Xưa, vâng, cái gốm xưa. Còn gốm mới thì nhà em sản xuất được nhưng mà vào cái nét cây già, cây cổ thì nó lại không hợp. Ừ. Thế là em lại có duyên mà em tầm được thì em lại thay chậu. Lá vọng cách này ăn chữa đi ỉa cho trẻ con đấy nha quý vị. Chữa kiết lỵ ạ. Em vừa chơi cây cảnh vừa làm cây thuốc trong nhà rất là tốt. Đây giờ. À, đợt này bỏ cái con gì này ra xem là lâu lắm rồi mới nhìn cây lục vừng này. Cây lục vừng này gọi là bạch tuộc đúng không? Song hiêu. Hả? Song hiêu. Song hiêu á? Song hiêu là như nào? Là khi mà cái cây này em mua ở thầy em nhìn nó dáng giống con hiêu ấy. À. Thì một con chồng nằm ở đây, một con vợ tựa vào chồng. Song hiêu. Song hiêu. Ừ. Hai cái sừng. Cái dáng rất giống con hiêu ấy. Như hai vợ chồng nằm trên một bãi cỏ. À. Thì em yêu cái cây này là thực ra là khi mà nhìn thấy em ra cái ý tưởng cái. Anh cứ nhìn anh cứ tưởng đấy, anh tưởng là nhìn giống như kiểu con bạch tuộc ấy. Nhìn cứ dễ giống kiểu voi bạch tuộc. Đúng là cái sức tưởng tượng của con người phong phú đa dạng nhỉ. Mỗi ông tưởng tượng một kiểu. Vâng, đúng là mỗi người thì vì khi mà tưởng tượng ra nhìn thì cũng yêu thế là. Ừ. Thì đây chứ anh ra anh quay vườn ở An Mục Viên đấy thì cây này để thấy. Đúng rồi. Cây này thầy em cũng tâm huyết. Sao lại để ít đất như này thế à? Em thả nước, cây này là em thả nước toàn bộ. À, cho nó hút nước rồi gì? Em cái mùa ấy em cho bèo vào cho nó mát cây, giờ em đến cái mùa em thả ra để cho nó sáng cây. À. Xong nếu mà có cơ duyên mà gặp cái chậu nào rồi. Ừ, cũng được. Rồi thay định thay vào cái bể này nhưng mà bé. Đi co cái ang này hơi bé. Cây hoa lục vừng. À, định trồng vào cái ang này đấy á. Cho cái ang này hơi bé. Ừ, hơi bé thật. Thì lục vừng kia nó to thêm một tí thì rộng như khoảng 2-30 phân nữa thì nó có khoảng nước thì ngắm cái cây nó sẽ ngâm nước thì nó có khoảng nước ngắm cái cây nó sẽ không bị tù. Ừ. Tôi cảm giác lộc vừng nó vào nước thì nó hợp hơn. Vâng. Đúng không? Vâng. Nhìn giống con bạch tuộc không? Quý vị. Đấy, giống bạch tuộc thật. Ấy da, Luân có cây mộc này ác nhỉ? Mộc này là mộc ta hay mộc vậy đấy Luân? Ta 100% và cái đợt nếu ai để ý cái Facebook của em thì em bán mất cái đôi chậu mà Vinh Quy với Tổ với Bát Tiên. Thế à? Chứ em trồng một đôi mộc này và em mua đôi mộc này cũng là thuần chậu ở trong nhà kiểu như cũng người bạn chơi với ông em. Ừ. Thì là cái đôi mộc này ông cũng trồng 4-50 năm ở trong chậu thuần. Thì em biết thì em mua. Thì khi mà thuần ngày xưa thì
mộc thì các cụ trồng nó chỉ lùn lùn này thôi, và cái kiểu như cái da cái răm dày mà nó nứt ra cái mình nhìn nó nứt ngay. Ừ. Khi em bán đôi chậu vừa rồi thì em lại phải thay cái chậu nhỏ này. Trước em được cái chậu kia nó cao được 50 và rộng khoảng 60. Ừ. Thế bây giờ còn mỗi cây này thôi à? Vâng. Bán một cây thôi à? Bán. Có nghĩa là anh ấy mua một đôi chậu và anh ấy mua một cái cây đấy. Ừ. Vâng. Ta giao lưu một cây. Vâng. Căn bản trên trần thì anh cũng trần. Ừ. Thì nếu mà anh ấy chơi được một đôi thì nó đẹp. Mà một ta xịn đấy. Cái này răm dày nhờ. Vừa rồi em thay chậu là rụng bớt lá đi, không lấy răm dày. À. Thì cả là mình nuôi kiểu mầm thở này mình hạ thành bonsai cũng được. Cái này bây giờ mà bán cho khách thì bao tiền cái này hả Luân? Cái này nếu mà ai ấy em giao lưu là 17 triệu. 17 triệu cái này. Cái này kéo lại bóng về bên phải này tí. Cho cân bóng. Thì nếu mà đợt trước em ở cái chậu kia thì cái bóng nó trải ra thì nhìn nó cân đối. À. Bây giờ mình cho cái chậu nhỏ này hơi bị lệch. Bị lệch bóng và nó rồi, ok.